là nhà em có người bị huyết áp, bố chồng đúng không? Bị bao nhiêu năm nay rồi đúng không? Thế bây giờ hôm nay chị mách cho em là cái cách để mà mình chữa huyết áp được khỏi hẳn. Chứ mình mà uống thuốc mà hàng ngày suốt ngày đo huyết áp như thế nó chỉ là cái ngọn thôi đúng không? Nó khống chế chỉ số trong 24 giờ chứ nó không phải là chữa. Còn hôm nay chị mách cho em là cái cách để mà mình có thể chữa khỏi hẳn huyết áp mà không phải dùng thuốc tây nữa. Chứ bác sĩ thì luôn nói là dùng thuốc tây huyết áp là suốt đời, ngừng uống mà uống chậm trễ thì nguy hiểm đúng không? Thì đây đây bác sĩ người huyết áp là cho uống thuốc chống đông. Thì đây là cái loại thuốc chống đông đây. Dùng cái viên này mỗi ngày 3 đến 6 viên thì mình sẽ là cái thuốc chống đông. Đấy, cho cái người mà bị huyết áp. Đấy. Thứ nhất là thuốc chống đông, nhưng mà cái này không những chống đông mà nó còn nhiều tác dụng khác, lát nữa chị sẽ mách thêm. Thì đây là thuốc chống đông này. Còn hai cái này chống đông này nó không khác gì cái mương máng nhà mình đã được khơi thông, mương máng không bị tắc nữa. Còn hai cái này nó giống như là gia cố để cho cái lòng mương nó được vững chắc. Như thế thì nước mà mỗi khi có nước mương đổ về thì mương cứ thông thoáng và nó chảy vào ruộng nó thông thôi. Vậy cơ thể mình mà thành mạch vững chắc, đàn hồi co giãn không bị phình lên thì không bao giờ sợ vỡ và không bao giờ sợ bị tai biến đột quỵ. Và cái này để chống đông để nó không bị tắc, cục máu đông nó không hình thành. Vậy là cái này là để cho không bị gì gợn lên cục máu đông thông, gọi là thông cống. Còn cái này làm cho đường ống làm sao? Đường ống được gì? Đường ống được là vững chắc. Vững chắc và thông thoáng. Vững chắc được gì? Đàn hồi tốt. Cái này là vững đường ống, còn cái này là thông đường ống. Thì kết hợp một cái bộ này dùng sau một tháng thì thường là mọi người sẽ khỏi huyết áp. Thế còn bên ngoài thì mọi người sẽ ôi dồi ngày nào bác sĩ cũng cho uống thuốc mà uống chậm cái là chết, nguy hiểm. Thế vậy thì bây giờ chị sẽ mách cho cái mẹo này là thay cái thuốc huyết áp nhạy hơn thuốc huyết áp như này này. Thứ nhất là dùng hai cái bàn tay này vuốt từ trong ra ngoài hai cái lông mày này, vuốt 40 đến 50 cái. Mà cái người bị huyết áp thì thường đo thường xuyên, thế kiểm tra lại, đo lại, nếu thấy nó xuống rồi thôi đừng có vuốt tiếp để nó xuống quá, còn nếu thấy nó chưa thì vuốt tiếp hai sống ta, tức là chưa xuống chỉ số như mình mong muốn, vuốt tiếp hai sống ta. Đo rồi mà thấy nó đạt yêu cầu xuống mức bình thường rồi thôi. Còn nếu mà không thì vuốt tiếp hai cái cằm. Vuốt tiếp hai cái cằm. Đấy, tay chỉ vuốt như thế này thôi. Thế nếu mà thấy nó xuống rồi đủ rồi thôi, nếu không thì vuốt tiếp sống mũi này nữa. Thì đấy là có mấy cái nơi mà để chúng ta vuốt xong cái là mà đo lại nó đã xuống ngay rồi. Nhiều người là vuốt đến 40-50 cái này đo lại nó đã xuống trở về bình thường rồi thì không vuốt nữa. Đấy, còn nếu không thì tiếp cho tiếp như này. Đấy, cho tiếp sống tai này, cho tiếp là hai cằm, cho tiếp mũi là chỉ tiếp theo thôi, chứ thường là chỉ những người mà nhạy thì chỉ có vuốt này đã xuống rồi. Thế vậy thì suốt cuộc đời này không bao giờ phải lo uống thuốc huyết áp nữa, không uống thuốc tây nữa. Có phải là điều mong muốn của mọi người mà thoát được gánh nặng mỗi ngày không? Vâng. An toàn đúng không? Vâng. Nên là mọi người không phải lo.